Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là một chiếc điện thoại Sony Z3 bị vỡ màn hình, đang được chờ thêm mới màn hình từ di động cao cấp.vn. Tại thời điểm 2021 này thì di động cao cấp.vn vẫn nhận thay mới, khắc phục full ban bệnh trên điện thoại Sony Z3 nói chung và phần màn hình cảm ứng của máy nói riêng thì mới bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không đến được với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship các linh kiện trên Sony Z3 đến tận những hàng yêu cầu, quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện. Di động cao cấp.vn có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thay sửa khắc phục các lỗi sự cố trên Sony Z3. Ở video này, di động cao cấp.vn chỉ giải đáp một số thắc mắc liên quan dịch vụ thay mới màn hình cho Sony Z3 mà khách hàng rất hay hỏi di động cao cấp.vn. Thì đầu tiên là khi tôi hỏng màn hình Sony Z3 thay mới mà tôi ở xa thì tôi phải làm sao? Quý các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534. Chúng tôi sẽ chuyển các cái linh kiện trên điện thoại Sony Z3 để tận xí hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Khi tôi sửa Sony Z3 thay mới màn hình cho Sony Z3 đến có sẵn luôn hay không, có phải chờ đợi lâu hay không? Thì đến là có sẵn, thay mới vì các bạn. Quý vị các bạn không phải chờ đợi lâu, có sẵn full thay mới vì các bạn. Khi tôi thay thì được bảo hành bao lâu? Bảo hành 3-18 tháng, tùy theo từng lỗi sự cố trên tùy theo gói bảo hành quý vị các bạn mua. Khi tôi thay màn hình cho Sony XZ3 thì có bị mất hết dữ liệu hay không? Dữ liệu trên máy bị ảnh hưởng hay không? Thì tất cả dữ liệu trên máy đều còn nguyên, không bị ảnh hưởng bất cứ gì, không mất bất cứ cái gì. Khi tôi sửa Sony Z3 thay mới màn hình cho Sony Z3 thì các cái linh kiện khác của máy có bị ảnh hưởng hay không? Không bị ảnh hưởng quý vị các bạn nhé. Trên đây là một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới màn hình Sony Z3. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn về các lỗi sự cố trên điện thoại Sony Z3 mà quý vị các bạn đang gặp phải, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn để chỉ cung cấp linh phụ kiện của Sony Z3 hàng đầu hiện nay.